chào mọi người, đây là vườn cây BB 235 và 260 sử dụng áp khí. Thì sản lượng năm đầu vẫn ok, qua năm thứ hai thì cái da cây vẫn bình thường. Nếu mà làm đúng phương pháp thì cái da cây nó không có ảnh hưởng. Thường của nó như thế này. Và về cái phần ở trên da cây nó không có bị tình trạng là nứt dọc lên thân cây. Đây. Đây là BB 260 nha. Tất cả thân cây đều bình thường hết, thân cây không ảnh hưởng gì cả. Và đây là cái phần mũi khoan. Và lá cây phát triển cũng bình thường, tốt hơn những cái vườn cạo bên cạnh. Ở đây là vào đầu năm thì dính một đợt sương muối nên lá không tốt bằng những cái vườn không bị dính. À, có chị chủ ở bên kia. Chị ơi, cho em hỏi cái. Em phỏng vấn chút lại phỏng vấn. Em hỏi là năm vừa rồi chị áp dụng bao nhiêu cây à? Áp dụng cạo khí này hả? Dạ dạ. Chắc khoảng độ 3.700 cây ạ. Dạ. Sau một năm xài chị thấy về cái hiệu quả của nó đạt không chị? Nói chung là qua một năm thì chị thấy là cái công thì nó giảm đi. Tất nhiên là cái lượng mủ nó nhiều lên á. Dạ. Thì cái công chi phí nó lại phải tăng lên. Dạ. Nên là nếu mà để vào chia đôi thì không phải, nhưng mà nó giảm, ví dụ như là nó giảm được khoảng độ trước đây là mình cạo truyền thống ấy. Dạ. Mình cạo chút ấy là khoảng 4-5.5 thôi. Dạ. Bây giờ á thì nó phải thành 500. Dạ. Nên là nó tăng cái lượng mủ lên nhưng nó lại phải tăng công chi phí một tí, nhưng lại giảm cái công mà làm trực tiếp đi. À, dạ. Thế cho nên là chị thấy là như năm vừa rồi á, thì với cái năm đầu tiên và chi phí ban đầu này nọ thì làm ra là chị thấy thứ nhất là nó giảm được cái công lao động. Dạ. Thứ hai á, là cái lượng mủ là nó cũng tăng hơn với lại vườn cạo truyền thống. Dạ. Thứ ba nữa là mình nhìn thấy thực tế là cái cây của mình ấy, là trước đây mình cạo truyền thống mình đi D2, nhưng mình cạo cái này, mình khoan này là mình đi D4. Dạ. Thì nó sẽ giãn cách cái thời gian ra thì mình thấy cái cây của mình nó sẽ khỏe hơn. Dạ, nó tốt hơn hả chị? Ừ, nó tốt hơn. Dạ. Nếu mà năm vừa rồi làm trừ đi chi phí tiền thiết bị á, so sánh với cạo truyền thống á, là nó có bằng hay là hơn em? Dạ hơn, có nghĩa mình trừ hơn đi cái tiền khấu hao thiết bị rồi nha. Trừ tiền khấu hao thiết bị rồi, trừ dạ, phân do, trừ công chi phí rồi. Dạ. Nó vẫn còn hơn là cạo truyền thống. À, có nghĩa là năm trước là mình lấy được có cái tiền thiết bị. Có nghĩa là sản lượng nó vẫn tăng hơn. Dạ. Nó có nghĩa là mình lấy lại vốn rồi. Đúng và rồi. Cái nó vẫn có hiệu quả hơn là so với là cạo truyền thống. Rồi. Dạ. Qua năm trước chị làm chị thấy cái kỹ thuật của cái làm nó có khó không chị? Nói chung là ban đầu mình chưa biết đấy thì nói chung là rất là khó. Dạ. Thật sự là khó chứ không phải với như mình á, mình cũng rất là chịu mày mò. Dạ. Nhưng mà nó cũng khó khăn chật vật mất khoảng một tháng đầu ban đầu á. Dạ. Sau rồi đấy thì nó cũng đi vào cái gọi là khi mình biết rồi thì nó cũng đơn giản thôi. Dạ. Mọi thứ thì nó cũng rất là ổn định và dễ, và thậm chí là chị chỉ thấy là như ban đầu á. Dạ. Là mình có thể tự trang bị được. Dạ. Nhưng nếu cạo truyền thống thì mình phải thuê. À, dạ. Đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là nó lợi hơn cái cạo truyền thống ấy, là khi anh mở miệng và anh phải cạo xả đến có khi phải chục nhát. Dạ. Anh mới được thu mủ nước. Dạ. Nhưng mà với cái áp khí này thì anh chỉ cần bơm khí vào là anh thu trực tiếp luôn. Dạ. Anh không mất thời gian, là ví dụ như nhà chị năm trước chị cạo xả đấy là phải mất một tháng. Dạ. Mà cái tiền mổ xả ra và cái tiền mà trả cho thuê cái nhân công á,
là coi như hoài mình yeah. không được cái gì hết. Yeah. Ờ, thế cho nên là qua chuyển qua làm cái này là chị thấy là nói chung là nó giảm thiểu tương đối nhiều so với tạo truyền thống. Dạ. Yeah. Cho em hỏi là về cái tài liệu á, chị thấy đọc cái tài liệu chị có nắm được cái cách làm không, hay là chị thấy là đọc tài liệu nhưng mà mình vẫn chưa được nắm được hết cách làm, bắt buộc là phải trao đổi trực tiếp gì? Nếu như là mình làm như chị thấy thì nói là đọc để mình nắm được ấy, yeah. thì mình cũng không nắm được hết đâu. Yeah. Mà mình vẫn phải trao đổi trực tiếp với kỹ thuật. Yeah. Chứ còn để mà đọc tham khảo trên tài liệu để mình tự mình làm thì chị nghĩ nó khó. Yeah. À, cần sự trao đổi trực tiếp liên tục với cái người hướng dẫn. Có nghĩa là người làm và người bên kỹ thuật là phải thường xuyên trao đổi. Yeah. Trong cái vấn đề gọi là quá trình mình làm đấy, nó còn nhiều cái nó diễn ra, ví dụ như là nó tụt độ đột tiếp nọ kia như chị nói với em. Yeah, yeah. Mà mình đọc như đôi khi mình không đọc kỹ thì mình cũng không hiểu được. Yeah. Vì sao? Yeah. Nên là vẫn cần phải cái vấn đề kỹ thuật với lại bên người làm là phải trao đổi trực tiếp. Yeah. Như qua năm nay chị nghĩ là chị nắm được hết cái các em nghĩ chắc cũng tương đối là nói chung là qua một rồi. Năm rồi thì nói chung là bây giờ thì cảm thấy mình cũng nắm được khoảng 80-90% rồi. Yeah. Là cảm thấy là cũng ok rồi. Yeah. Năm nay không thì phải như năm ngoái ban đầu. Yeah. Khi mình nắm hết mình sẽ tìm được cái cách lấy mũ và cái cách che mưa hợp lý để cho cái việc sử dụng cái phương pháp này nó thực sự nó hiệu quả đúng không chị? Đúng rồi. Yeah. Thì năm nay thì cảm thấy nó nhẹ yeah. nhàng hơn rồi. Thì năm vừa rồi cũng 2019 cũng rất nhiều người họ mua về họ tự làm, thì cái vấn đề như là báo chí hoặc là Facebook chị cũng biết rồi, rất là nhiều vườn họ bỏ từ tháng thứ hai thứ ba là bắt đầu họ háo. Dạ, thì mình cũng nên lưu ý là nên tìm hiểu kỹ rõ ràng cái phương pháp này trước khi mà tự mua về, còn nếu mà có người hướng dẫn á, thì hoặc là những cái vườn đã làm rồi hướng dẫn mình á, thì điều đó là nó sẽ giảm thiểu được cái công cán và những cái vấn đề phát sinh. Như ở đây thì năm ngoái chị làm là chị thấy cũng một vài vườn họ tự mua về và họ tự làm đấy. Yeah. Là họ cũng tự họ cũng đi gọi điện đến chị để hỏi về cái vấn đề khí bên mình. Yeah, yeah. Đó. Thì chị cũng cho địa chỉ cho số điện thoại. Đó, thì họ chị hỏi ra thì họ cũng không có kỹ thuật nào hướng dẫn cả. Yeah. Vì họ tự đi mua về, họ tự phát sinh, họ tự làm thôi. Yeah. Thế nhưng mà như chị đây thì thực tế như năm ngoái hết là chị mua của bên công ty mình ấy. Yeah. Về thật sự là nhiều lúc mình cũng thấy rất là bí. Yeah. Đó, thế nếu như mà chị cũng tự nói rằng là nếu như mà không mình mà không trao đổi trực tiếp yeah. với kỹ thuật yeah. thì nhiều cái mình không thể biết được. Yeah. Mà đương nhiên là cây mà nó bị hỏng như ở trên báo chí hoặc thông tin đại chúng ở trên yeah. mạng đấy thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. Yeah. Bởi vì mình không biết, ví dụ như trường hợp tình trạng của chị năm ngoái mà nó bị tụt mủ một thời gian đấy. Yeah. Nếu như không trao đổi trực tiếp với kỹ thuật thì đâu mình có biết rằng nó thừa khí đâu. Yeah. Mà mình cứ tống khí vào thì nó phải phá cây thôi. Yeah. Đó. Thế nhưng mà cũng rất là may mắn là mình là nói chung là mình là mình không dấu dốt. Yeah. Mình không biết là mình phải hỏi ngay alo ngay. Yeah. Thế cho nên là cũng may là mình cũng có kỹ thuật ở bên để mình nắm bắt được. Yeah. Mình khắc phục nhanh được. Để yeah. mình khắc phục được những cái khó khăn đó. Yeah. Rồi, em cảm ơn chị vì đã chia sẻ. Chào em nhé, chào chị về đây.